Vâng, một chiếc thầy tu giật chuông ở tình trạng rất tốt, rất đẹp. Phải nói là rất có duyên thì hôm nay đặc phái viên của ông Tây đánh chuông lại có mặt ở một miền quê rất là yên bình, nhẹ nhàng của nước Pháp để mà mua được chiếc thầy tu giật chuông này. Và thật sự là người già ở đây thì công nhận là càng ngày càng già thì người ta lại càng phúc hậu dài sao, gặp ai cũng tốt. Bản thân mỗi lần đi gặp được những người bán như thế, không chỉ là câu chuyện đi mua hàng nữa mà là có một cái gì đấy rất là vui ở trong lòng, gặp những người tốt bụng và lịch sự. Mỗi lần đi mua như thế này là một kỷ niệm.